Theo chương trình làm việc, sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 sẽ tiến hành phiên bế mạc. Các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại đại hội, lãnh đạo chính phủ phát biểu về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, công tác phối hợp giữa chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Quốc hội phát biểu về công tác phối hợp giữa Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ ra mắt đại hội. Phiên bế mạc cũng sẽ chính thức thông qua nghị quyết đại hội.